Những yếu tố nào quyết định độ lưu giữ hương thơm của tinh dầu nước hoa pháp chuẩn? Bạn đã biết chưa? Bạn là một tín đồ hương thơm thì chắc chắn bạn không thể không quan tâm về độ lưu giữ mùi hương của nước hoa. Vậy độ giữ mùi của nước hoa phụ thuộc vào các yếu tố nào? Nước hoa và tinh dầu nước hoa thì loại nào lưu hương lâu hơn? Hãy cùng Thoa tìm hiểu nhé. Một, về tỷ lệ tinh dầu. Các loại nước hoa điều chế có hàm lượng tinh dầu từ 10 cho đến 20, 25, 30% tinh dầu. Trong khi đó, tinh dầu nước hoa có hàm lượng dầu thơm nguyên chất lên đến 80-100%. Điều này làm cho tinh dầu nước hoa thơm lâu và khó bay mùi hơn đấy. 2. Tỷ lệ cồn. Nồng độ cồn trong nước hoa từ 10 cho đến 80% tùy loại, và để phù hợp với các loại da, nồng độ cồn cao sẽ gây khô da hoặc cũng có thể kích ứng da. Tinh dầu nước hoa Pháp thì không chứa cồn nên hoàn toàn an toàn, phù hợp với mọi loại da. 3. Nhóm hương. Các loại nước hoa thuộc nhóm mùi hương nồng nàn, ngọt đậm, hương gỗ thường sẽ lâu bay mùi hơn những mùi thuộc nhóm hương hoa cỏ thanh mát, dịu nhẹ. Và yếu tố thứ 4, phụ thuộc vào làn da của mặt bạn đang sở hữu. Da khô thì bay mùi nhanh hơn, da dầu thì giữ mùi lâu hơn. Độ pH của da khác nhau theo từng người cũng có thể ảnh hưởng đến mùi hương nước hoa, quyết định phản ứng của các thành phần trong chai nước hoa với da. Và yếu tố thứ 5, đó chính là điều kiện và môi trường. Mỗi một loại nước hoa, những người sử dụng nước hoa mà ngồi ở văn phòng hoặc làm việc ở trong nhà thì sẽ cảm thấy nước hoa sẽ lâu bay hương hơn những người mà thường xuyên hoạt động đi lại ngoài trời, mồ hôi nhiều. Và yếu tố thứ 6, đó chính là quen thuộc với mùi hương. Với những người sử dụng một loại nước hoa trong thời gian dài, đôi khi sẽ quen với mùi hương mà mình đang sử dụng nên có thể cảm giác nước hoa lưu mùi không lâu như hồi mới đầu. Thoa hy vọng rằng từ những chia sẻ trên, các bạn sẽ có thể lựa chọn cho mình được những mùi hương quyến rũ phù hợp với từng loại da cũng như là môi trường làm việc của các bạn. Thoa cũng khuyến khích rằng bạn nên thử sử dụng tinh dầu nước hoa pha có những cái mùi hương quyến rũ hấp dẫn để an toàn và giữ được mùi hương lâu ở trên cơ thể suốt cả ngày dài nhá. Bạn đã chọn được cho mình những chai tinh dầu nước hoa Pháp đẳng cấp quyến rũ đến từ nhà Aroma và Jubilee chưa? Hãy cùng comment cho Thoa biết nhé.